quay không quay không mụn. Khó nhìn, da khó nhìn. Mọc cái chỗ gì mà toàn ở dưới chỗ này không? Nhiều mà. Mà chị lo cái mụn không đã bình thường. Cái nào thấy cảm thấy được hơn ngày hôm qua luôn á. Được hơn ngày hôm qua. Ừ, ý là mụn được hơn ngày hôm qua. Ngày hôm qua nó bèo nhiều. Hôm qua làm tới giờ đi rồi biết rồi khách mình á. Tứ thấp vô khúc. Mấy giờ mới vào đây? 7 giờ mấy. Ngày đầu hôm nay cũng rất là
bà cái bà cái thằng đó. Sao em? Được không Phúc? Phúc sao này tiếng hơi nhỏ rồi. Phúc sao này hết mụn đỡ rồi. Không, về có khách đó nha. Ngày hôm qua hai người nhưng mà ngày hôm qua đi á, đi ăn. Hàng là một người thôi. Một người nó chưa rảnh là, ý là mà họ mua họ rảnh họ qua kìa. Bảo rứa hổ lắm, mỗi lần mà ái là phải đợi lâu lắm. Bé nó hàng hai lần rồi đó. Ừ, cũng đậu đậu cho nó thôi. Tôi làm ở gần nhà không à. Nó sâu sâu rồi đó. Nó đẹp không? Đẹp không? Hết rồi, lưng dương hết rồi. Tàu ghê. Nó trời này. Tôi thứ ba nó mới tổ chức trên trường mà nó nhớ nhầm hôm nay tôi sáng nó bắt nó tìm đồ đen nó mặc đi học nó đi làm chỉ mặc đồ đen thôi đồ tìm đồ mất một tiếng đồng hồ luôn đi lục áo đen với lại cái chân đó đồ đen cuối cùng nó để quên như là nổi lại luôn câu mình đang chẳng nghe gì ta ừ? Câu mình không nghe gì trơn ta con lại làm cái diễn diễn ở Hello Helio nè mà không đăng ký. Bên đây mà diễn Helio là có gặp thuận à. Thuận dẫn Lisa đi. Sao biết? Đây. Đây là hỏi có không? Họ kêu sao đi học tiếng Anh ra trí kìa. Vấn đề không? Đang quay đưa. Cũng dồn xí nha, nhiều chuyện.